Cô mến chào tất cả các em. Vậy là một tuần nữa lại trôi qua và cô rất vui khi được gặp lại các em trong giờ học trực tuyến ngày hôm nay. Cô chúc các em có một giờ học vui và hiệu quả nhé. Trước khi bước vào tiết học ngày hôm nay, cô mời các em sẽ cùng đứng lên, hát và vận động theo bài hát Trên con đường đến trường nhé. Trong chương trình môn âm nhạc lớp 1, các em đã được học các nốt nhạc là Do, Re, Mi, Son, La. Và trong tiết học ngày hôm nay, các em sẽ được tìm hiểu thêm một nốt nhạc nữa là nốt Fa đấy. Cô và các em cùng bước vào tiết 11, đọc nhạc Do, Re, Mi, Fa, Son. Các em cùng quan sát lên màn hình nào. À, các nốt nhạc Do, Re, Mi, Son, La thì đã rất quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không nào? Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn lại cho các em. Các em quan sát kỹ xem nốt nhạc nào mới lạ nhé. Các em lưu ý khi đọc tên nốt nhạc, các em nhớ kết hợp với ký hiệu nốt nhạc bằng tay nha. Bây giờ cô sẽ thực hiện trước một lần. Các em quan sát kỹ rồi làm theo nha. Do, Re, Mi, Fa, Son, Son, Fa, Mi, Re, Do. Bây giờ các em thực hiện lại một lần nữa nha. Các em có thể đứng lên để thực hiện được không nào? Do, Re, Mi, Fa, Son, Son, Fa, Mi, Re, Do. Những lúc rảnh rỗi, các em có thể tự luyện tập thêm nhé. Ngoài ra, cũng với 5 nốt nhạc trên, cô có một mẫu âm. Các em quan sát nào. À, bây giờ chúng ta cùng thực hiện mẫu âm này nhé. Mi, Fa, Son, Do, Re. Bây giờ cô có mẫu âm mới hơn nè. Các em cùng quan sát lên màn hình và cùng thực hiện nào. Son, Mi, Fa, Re, Do. Các em làm lại lần nữa nào. Son, Mi, Fa, Re, Do.
Qua hai mẫu âm của cô thì các em hãy sáng tạo ra thật nhiều mẫu âm khác nhau dựa trên 5 nốt nhạc này nhé. Các em thân mến, ở lớp 1 các em đã được học cách đọc nốt nhạc. Nốt đen chúng ta sẽ đọc là ta. Nốt đơn chúng ta sẽ đọc là chi chi. Và nốt trắng các em sẽ đọc là ta a. Bây giờ cô mời các em nhìn lên màn hình. Chúng ta sẽ đọc tiết tấu hai khuôn nhạc này nhé. Ta ti ti ta a. 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 Bây giờ cô sẽ gõ tiết tấu. Các em sẽ đọc cùng với cô nhé. Ta ti ti ta a. 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 Các em có thể thực hành thêm ở nhà nhé. Cô mời các em cùng thực hành đọc nhạc theo mẫu. Các em quan sát hai khuôn nhạc trên màn hình nào. Mặc dù là hai câu nhạc nhưng nó chỉ khác nhau ở nốt cuối thôi. Vì vậy, cô trò chúng ta cùng thực hiện nhé. Son, son fa mi. Re do re mi. Son, son fa mi. Re do re do. Bây giờ, chúng ta sẽ làm lại cùng với nhau một lần nữa nhé. Các em lưu ý, khi thực hiện, các em nên đứng dậy để làm chính xác hơn vị trí các nốt nhạc nha. Các em vừa thực hành đọc nhạc theo mẫu rồi đúng không nè? Vậy các em có thể sáng tác lời ca cho hai câu nhạc này được không? Cô ví dụ cho các em nè. Em rất là mong dịch bệnh qua mau để em đến trường gặp lại bạn bè. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau nhé.